Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương được kỳ vọng tạo ra một bước đột phá trong phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng trên vùng đất Tây Nguyên. Cách thành phố Buôn Ma Thuột 46 km đi theo tỉnh lộ 1 hướng về huyện Ea Súp. Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương không những là khu du lịch sinh thái lớn nhất vùng Tây Nguyên, nằm ẩn mình trong khu rừng khộp đặc trưng, trải dài gần 1.200 hecta với 200 hecta mặt hồ thơ mộng, mà còn là nơi hội tụ và kết hợp tinh tế giữa văn hóa, con người và thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Đồi Tâm Linh và Hồ Đức Minh nổi tiếng là những thắng cảnh của Buôn Đôn Đắk Lắk đã có tên trên bản đồ du lịch từ lâu. Từ km 46 tỉnh lộ 1 rẽ vào khu du lịch, trên đường đến đồi Tâm Linh huyền bí, du khách có thể thưởng ngoạn kiến trúc độc đáo, tuyệt đẹp của nhà hàng cơm chay. Chiếc cầu kính duyên dáng bắc qua hồ sen, tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ mà nhân hậu. Chiêm bái quần thể tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Bi, bao dung cao gần 40 mét và tôn tượng 18 vị La Hán được tạc bằng đá nguyên khối sắc đen huyền. Lung linh trong ánh vàng rực rỡ, mỗi ngày mỗi vẻ đều toát lên vẻ oai nghi, nghiêm thường khó tả. Tôn tượng Đức Phật Tổ Như Lai hiền từ mà uy nghi, ngự trị trên đỉnh cao nhất của đồi Tâm Linh. Tại đây, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh trời mây, sơn thủy hữu tình, những mái nhà đỏ au phía dưới, những cánh đồng, làng mạc, mặt hồ nước mênh mông. Về trung tâm khu du lịch, đến với khu hồ lớn, chiếc cầu tàu như cánh tay tuyệt mỹ của đất liền vươn ra hồ Đức Minh, đưa du khách trong chơi trên mặt hồ bằng thuyền đạp nước. Khu ẩm thực với các nhà hàng ven hồ và các dãy nhà hàng trên cây, kiến trúc độc đáo là nơi du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản Tây Nguyên, vừa ngắm nhìn mặt hồ Đức Minh thơ mộng, về đón những làn gió về kể chuyện ngân nga sau khi dạo chơi trên những chiếc cầu trên cây và tham quan nhà dài ED. Qua khu hồ nhỏ, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảm giác bồng bềnh, lắc lư trên những chiếc cầu phao dẫn đến nhà hàng thủy tạ để thư giãn, ăn uống. Ở đây, thiên nga đạp nước cũng sẵn sàng đưa du khách rong chơi trên hồ nước trong xanh biếng biếc. Chiếc cầu kính dây răng sẽ đưa du khách dạo chơi dưới những tán rừng xanh mát, ngắm nhìn cảnh tuyệt đẹp của cầu phao nhà hàng thủy tạ ở bên dưới, rồi băng qua bên kia hồ với cảm giác lắc lư đầy thú vị. Những chuyến xe ngựa, xe điện sẽ đưa du khách tham quan, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp nơi trong khu du lịch, rồi đưa quý khách đến với hồ câu cá sấu. Điều khá bất ngờ là đa phần du khách đến đây đều rất thích câu cá sấu. Những giọng cười rạng rỡ, những tiếng reo hò vang lên khi cá sấu cắn mồi làm náo động cả một không gian. Bên cạnh đó là đàn chim công, chim trĩ, bồ câu đang sống thân thiện cạnh nhau trong một thế giới yên bình. Khu nhà lưu trú mái đỏ với kiến trúc nhà ED hiện đại ẩn mình dưới những hàng cây rợp bóng. Giữa một không gian yên tĩnh trong lành, gần đó những tượng Phật huyền bí trong cây cùng với những tuyệt tác khác đã từng làm say lòng biết bao nhiêu du khách. Chiều xuống, trung tâm khu du lịch đẹp tựa như một bán đảo huyền thoại trong xứ sở thần tiên. Vạn vật đều nhẹ nhàng từng hơi thở, lặng đón hoàng hôn, ngắm tà dương từ từ hạ đôi cánh thiên thần xuống mặt hồ, rồi dần khuất sau những trạng núi xa ở phía chân trời Tây. Và sau một giấc ngủ nồng say, một ngày mới rạng rỡ lại về trên khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương.